Ok cái dạng này cũng trước đã gửi bảo bội cho các bạn rồi đúng không ạ? <laughs> Về việc của chúng ta bây giờ là dạy cả cái ví dụ để áp dụng cả cái bảo bội đó vào ha. Ta đọc đề trước. Hai cái điện tích Q1 là bằng 2 nhân với 10 mũ 8. Và Q2 thì bằng âm 8 nhân với 10 mũ 8. Thì ở đây Q1 và Q2 trải dấu nha các bạn. Đặt tại AB. Và AB cắt nhau thì 8 cm. Hỏi chúng ta phải đặt một cái điện tích Q3 ở đâu? Để mà Q3 nằm cân bằng. Thì Q3 này các bạn không cần là gì nữa. Biết là là là, là điện tích của nó như thế nào. Đấy chứ, không cần biết điện tích của nó như thế nào dương cũng được mà âm cũng được ha chính vì vậy chúng ta sẽ nói đây bây giờ vì Q1 nhân với Q2 bé không và ở đây các bạn thấy rằng trị tuyệt đối của quý 1 nó bé hơn trị tuyệt đối của quý 2 nên để Q3 nằm cân bằng thì Q3 phải đặt thì các em nhạp ra ha ở đây dương và đây âm giả dạ sử các em đặt một cái điện tích ở đây chẳng hạn dương chẳng hạn thì thằng quý 1 nó sẽ đẩy cái thằng quý 3 về và quý 2 nó cũng sẽ hút cái quý 3 về cho nên rõ ràng chúng ta có thể đặt cái quý 3 này ở giữa hai cái điểm A và B được cho nên quý 3 phải nằm trên gì nè thì quý 3 phải nằm trên đường thẳng ha nằm trên đường thẳng AB ngoài AB ha, ngoài AB, phó ông trường nói gì nè, cái nào có cái giá trị bé hơn thì cái Q3 nó sẽ nằm gần về phía anh đó nhé, à, và gần về phía Q1 vì chúng ta thấy rằng trị tuyệt đối của Q1 bé hơn trị tuyệt đối Q2, cho nên gần về phía Q1. Sau khi các em dẫn cái câu này vào thì bây giờ các em vẽ hình nha các em. Đầu tiên là quy 1 dương này. Quy 2 của các em cách nhau 8 ha. 8 thì ở đây là quy 2 âm này. Sau đó chúng ta gì nè, dùng một đường là đứt nối liền A và B ha. Nối liền A và B. Đây. Đây là điểm A. Và đây là điểm B. Giả sử chúng ta đặt một cái điện tích Q3 ở đây. Thì lúc này giả sử cái thằng Q3 này dương cũng được mà âm cũng được nha các em. Dương thì nó sẽ, Q1 nó sẽ đẩy thằng Q3 ra. Và Q2 nó sẽ hút cái thằng gì nè, Q3 về. À, cho nên chúng ta sẽ có một cái cặp lực trực đối. Cặp lực trực đối này và gì đó cùng tác dụng lên một vật. Thì khi đó cặp lực trực đối nó sẽ trở thành là cặp lực cân bằng ha. À, nhờ à, hai lực cân bằng và hai lực trực đối, nhé trực đối là gì nè cùng phương ngược chiều nhưng mà đặt lên hai vật khác nhau còn như gì nè cân bằng thì cùng phương ngược chiều và phải đặt lên cùng một vật đồng thời là phải có cùng độ lớn nha các em như vậy đến đây chúng ta gọi gì nè x là khoảng cách từ quý ba gọi x là khoảng cách từ quý ba đến quý 1 thì khi đó quý 3 nó sẽ cắt quý 2 một đoạn sẽ là ab cộng với với x được chưa? Như vậy chúng ta có gì đó F3. À, F3 nha. Tức là lực tác dụng lên quý 3 đấy sẽ bằng F1 là lực do quý 1 tác dụng lên quý 3 cộng với F2 và bằng 0. Đây là điều kiện cân bằng. nhé. Điều kiện cân bằng Từ đây suy ra F1 Phải bằng Trừ F3 Về mặt đồ lớn Thì chúng ta có gì nè Ta có K Nhân với Q1 Q3 không được thì bay cho các bạn cách rút gọn rồi nhưng mà gì đó chúng ta vẫn phải trình bày theo cái nguyên tắc như thế này các bạn nhé vì đây là công thức của lực Coulomb k nhân với q1 q3 trên x bình phương phải bằng k nhân với q2 q3 chia cho gì các bạn ạ q2 cách q3 một đoạn là gì à, AB cộng với x tất cả bình phương đúng không ạ đến đây các em rút gọn quý 3 quý 3 quý 3 quý 3 rút gọn kk rút gọn từ đây suy ra trị tuyệt đối của quý 1 trên x bình phương phải bằng cái gì ạ trị <laughs> tuyệt đối của quý 3 trên ab cộng với x tất cả bình phương tiếp tục thôi như vậy á nhiệm vụ của mình là tìm x đúng không ạ cố định này đặt c ở đâu này à, như vậy là suy ra cái gì nè x bình phương trên lấy mẫu chia cho mẫu nha các bạn đó, à, cộng với x tất cả bình phương sẽ bằng trị tuyệt đối của q 1 trên trị tuyệt đối của q 2. à q 2 nhầm như vậy các em tiếp tục x lấy căn hai vế được x trên AB cộng với x sẽ bằng căn của trị tuyệt đối là Q1 trên Q3 à Q2. Q1 bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 8. Q2 thì bằng trừ 8 nhân với 10 mũ trừ 8, nhưng mà khi trị tuyệt đối ra thì nó lên dương cả. Cho nên cái này là được gì nào? 2 nhân với 10 mũ trừ 8 trên 8 nhân với 10 mũ trừ 8. 2 chia cho 8 thì được 1 phần 4. Cắn của 1 phần 4 thì được 1 phần 2. Rồi. Đến đây các em thể số. X chưa biết đúng không ạ? Tương đương. X. AB bằng 8 rồi đúng chưa? Cộng với X. Thì bằng mẹ. 1 phần 2. Cái này bằng máy là ra rồi ha nhưng mà chúng ta nhân lên thì được 2x sẽ bằng 8 cộng với x. Cho nên suy ra x bằng mấy các bạn ạ? Chuyển về đổi dấu 2x trừ đi x sẽ còn lại x bằng 8 cm. Đến đó thì các em kết luận vậy vậy Q3 đặt cách gì ạ? Q1 một đoạn 3 cm. Thì đó là toàn bộ cái nội dung của câu A ha. Đó. Sau này quen rồi thì gì ra các em làm sẽ nhanh hơn ha. K nhân với Q1 Q3 trên x bình phương bằng K nhân với Q2 Q3 trên AB cộng với x tất cả bình phương. Đến đây sau này quen rồi á, do đây chưa quen cho nên thầy biến đổi ha còn sau này quen rồi thì các em làm từ cái bước này các em ra ngay tại đây luôn là suy ra x trên ab cộng với x bằng căn của q1 trên căn uh, của q2 luôn nha à, sau này làm gòn là như vậy thì rõ ràng là nó sẽ gòn gàng hơn ha và nó ngắn gòn hơn cho các bạn thì hiện tại đang trình bày rất là chi tiết ha cho nên là nó có thể dài À, sau này là nằm ngắn gọn lại thì là nó sẽ là ok. Bây giờ người ta muốn hỏi dấu và đồ lợn của quý 3 để quý 1 và quý 2 cũng nằm cân bằng. À, để quý 1 và quý 2 cũng nằm cân bằng. Thì mình chỉ cần xét thằng quý 1 là được rồi. À, quý 1 và quý 2 nằm cân bằng thì bây giờ chỉ cần xét thằng quý 1 là được rồi. À, xét quý 1 là ok. Bây giờ chúng ta thấy rằng quý 1 và quý 2 đang trải dấu cho nên là rõ ràng á nếu mà xét đối với thằng quý 1 này á thì các em thấy như sau. Cái quý 2 là âm cho nên nó sẽ hút cái thằng quý 1 về phía nó đúng không ạ? Quý 1 nó sẽ hút quý 1 về phía nó. Theo kiểu như sau. Đây, đây là lực do cái anh quý 2 tác dụng lên cái anh quý 1. Như vậy á, rõ ràng muốn thằng quý 1 này nằm cân bằng, muốn cái anh quý 1 này nằm cân bằng thì phải có một lực khác phải ngược hướng với cái hướng của cái lực do quý 2 tác dụng lên nó đúng không ạ? À, phải ngược hướng với cái hướng của lực do quý 2 tác dụng lên nó. ta tin bài câu B nha. Cụ thể thầy sẽ vẽ lại cái một cái hình ở đây cho các em dễ theo dõi. Một cái đường nằm ngang. Sau đó dừng Q1 và Q2 lên. Q1 dương phải các em? Đây là Q1. Đây là Q2 âm. Được chưa? Đây là điểm đặt Q3 khi nãy rồi này. điểm đặt Q3 mình đã tìm này. Hay người ta muốn hỏi dấu và đồ lớn nha các bạn người ta muốn hỏi dấu và đồ lớn thì mình biết là quy 1 Cách quy 3 một đoàn là bao nhiêu rồi này là 8 cm rồi này Đoạn này khi nãy mình giải cùng là 8 cm rồi này được chưa thì bây giờ vì quy 1 và quy 2 trái dấu Dấu. cho nên suy ra lực do Q2 tác dụng lên Q1 được biểu diễn như hình à, các bạn lời dùng cái hình ảnh để các bạn giảm cái ngôn từ trên bay đi nhá à, Q2 tác dụng lên Q1 được biểu diễn như hình cụ thể như thế này. Lực do Q2 tác dụng lên Q1, các em vẽ ra. Q2 đang âm và Q1 đang dương cho nên lực do Q2 tác dụng lên Q1 sẽ hướng về phía Q2 nha các em. Thì đây là F do 2 tương tác lên 1. Bây giờ xét Q1. Chúng ta có điều kiện cân bằng Điều kiện cân bằng của quý 1 đó là gì nè? F1 tức là lực tổng hợp tác dụng lên quy 1 phải bằng F3 cộng với F2 nha. Tức là lực do quy 2 tác dụng lên cả quy 1 và lực do quý 3 hoặc là các em muốn rõ ràng thì F31 và ở đây là F21 được chưa? Đó, cho nó rõ ràng. bằng 0 đó, điều kiện cân bằng là bao giờ cũng sẽ bằng không nha các bạn. Thì từ đây chúng ta suy ra cái gì nè? f 31 phải bằng trừ F21 về mặt vector đúng không ạ? Chuyển về đổi dấu. Từ đây suy ra Q3 phải gì nè? Phải bẻ hơn không. Bẻ hơn không để mà gì nè? Q3 nó cũng hút cái Q1 về phía nó để nó tạo thân một cái cặp lực gì các em. Tạo ra một cặp lực cân bằng ha. Đấy, cụ thể là Q3 à Q1 tác dụng lên Q3, à Q3 tác dụng lên Q1 đó. Thì đây là F 31 trực giao. Đó, và mặt khác là mặt khác chúng ta có gì? Về mặt đồ lớn thì F 31 phải bằng F13 nha các bạn. Phải bằng F13. Điều này tương đương là gì à? Tương đương với K nhân với trị tuyệt đối của Q1, Q3. Đây là F13 nha. Chia cho... Khi này là x là mình tìm ra là 0,08 rồi đúng không ạ? 0 08 bình phương. Phải bằng K nhân với gì nữa? Trị tuyệt đối của Q2, Q3 trên cái gì các em? Trên cũng 0.08 bình phương đúng không? KK tuyệt tiêu này. 0.08 0.08 giống nhau này. Cho nên suy ra Q1 nhân với Q3 về mặt trị tuyệt đối phải bằng Q2 nhân với Q3. Sao sai sai đi? Cái mặt đồ lợn Q2, Q3 Dấu và đồ lợn của Q3 Để Q1, Q1 Q2 nằm cân bằng F31 phải bằng F21 cho nên ở đây các em suy ra luôn được này làm như vậy là nó triệt tiêu nhau cho nên nó không ra cho nên suy ra cái q3 phải bằng q2 nha bởi vì cái thằng q1 này nằm trung tâm mà khoảng cách bằng nhau khoảng cách bằng nhau rồi này 8 cm 8 cm thằng bên này âm thằng bên này cũng âm rồi cho nên là gì đó quy 2 này phải bằng quy 3 luôn nhá và bằng gì nè trừ 8 ừ, thì tuyệt đối rồi thì là 8 nhân với 10 mũ trừ 8 cú lòng được chưa à, thì đó là đồ lớn của quý 3 người ta hỏi dấu nha và đồ lớn tức là đồ lớn là lại dương cả em nha còn là dấu thì là là bản không là chắc chắn là dấu âm ha đó các bạn thấy khó không? đó là ví dụ một của các bạn Mấy bạn có hiểu không Long Sao nóng ghế đi đây Cho cái quạt vậy Bạn đi hòa đi ngồi trời đã nóng tay rồi, chúng ta sang cái ví dụ 2 nữa để nó hiểu rõ thêm cái vấn đề. Bây giờ điều kiện cân bằng. À, câu 2 thì nó sẽ ngắn gọn hơn rồi nó cũng có phức tạp hơn nữa. Cho nên là đi từ từ như vậy thì nó sẽ dễ chịu hơn. Điều kiện cân bằng điều kiện cân bằng đó là lực tổng hợp tác dụng lên quy là F ha sẽ bằng gì nữa F1 cộng với F2 phải bắn bằng bằng 0 và suy ra cái gì nè thì câu này là câu nằm lòng Từ lúc nào điều kiện cân bằng cũng như vậy hết F1 phải bằng trừ F2 đến đây thì vì quý 1 nhân với quý 2 là bé hơn 0 và trị tuyệt đối của quý 1 bé hơn trị tuyệt đối của quý 2. Cho nên suy ra cái gì nè? Quy phải đặt trên gì nè? Trên đường thẳng. Nỗi ha Q1 Q2 trên đường thẳng nội Q1 Q2 nha ngoài Q1 Q2 ngoài Q1 Q2 và gần về phía thằng bé hơn tức là gần về phía Q gần về phía Q1 ổn chứ ạ? gần về phía Q1 đó hai câu nằm lòng phải thuộc về mặt khác mình phải có đồ lớn ha tức là f1 phải bằng f f2 điều này tương đương với gì các em k nhân với trị tuyệt đối của q1 q đúng không trên cái gì ạ trên X bình à, cái này chưa vẽ hình này vẽ hình là cũng vẽ tương tự giống khi này thôi các bạn thằng này dương thằng bên này lá là âm được chưa và q của các bạn phải nằm ở ngoài này à, và đoạn này lá là x còn đoạn này là là a đúng không để cho đoạn này là a nè như vậy k nhân với q 1 q trên x bình phương phải bằng k nhân với trị tuyệt đối của q 2 nhân với q chia cho gì các bạn Bây giờ sẽ chia cho gì nè? Chia cho A cộng với x tất cả bình phương nha. Bây giờ quen rồi. Thì thấy là x bình phương x với A cộng x tất cả bình phương. Thì chúng ta đưa ra luôn. X trên A cộng với x bằng mấy? Căn của Q1 trên Q2. Trị tuyệt đối, trị tuyệt đối. Là bằng căn mấy các bạn? căn của 1 phần 9 đúng không? Hoặc là 10 mũ trừ 7 trên 9 nhân với 10 mũ trừ 7. 10 mũ trừ 7, 10 mũ trừ 7 triệt tiêu còn lại 1 phần 9. Cho nên là căn ra thì được 1 phần 3 các em. Căn ra được 1 phần 3. Chúng ta thay số luôn nhé. À, nhấn chéo lên thì được 3x sẽ bằng cái gì nè? A là 60. Đúng không ạ? Cộng với, với x các em chuyển về thì các em sẽ được 2x bằng 60 cho nên suy ra x bằng 30 cm đó sau khi hiểu rõ rồi thì mình sẽ trình bày ngắm gọn hơn nha các em đó, đầu tiên là điều kiện cân bằng sau đó giải thích là vì quy 1 nhân với quy 2 bé hơn không và trị tuyệt đối của thằng nào bé hơn thằng nào thì kết luận ngay là quy phải đặt trên cái đường thẳng nổi quy 1 q 2 bao giờ cũng nằm trên đường thẳng nổi quy 1 q 2 nó chỉ khác ở chỗ này là nằm ở ngoài hoặc ở trong nữa thôi đó, nó chỉ khác cái chỗ là cơ bản là nằm ở ngoài hay là ở trong thôi các em nếu quý 1 nhân với quý 2 mà âm thì là nằm ở ngoài còn quý 1 nhân với quý 2 dương thì nó sẽ nằm ở trong đơn giản vậy thôi và gần về phía thằng bé hơn thì cái 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 chỗ là nằm trên đường thẳng đối. là chung này gần về phía cái ấn gì đó. nào bé hơn là chung này còn quý 1 nhân với quý 2 mà âm thì là sẽ nằm ở ngoài còn quý 1 mà nhân với quý 2 mà dương thì nằm ở trong là xong nhá yeah. đến đây các em kết luận vậy quy phải đặt cách cái gì nè quy 1. Một, một đoạn là gì 30 cm tức là bằng nửa ha bằng nửa của cái a ha. Thì đó là cái ví dụ 2. Nằm ổn không ạ? Đến cái, cái khi này thì do nó có hai cái ý ab thì thì các bạn là khó hình dung. Và bây giờ sang ví dụ 2 này nó chỉ hỏi cái điện tích nằm ở đâu để quy cân bằng thôi thì thầy trình bày lại ngắn gọn như vậy. Hy vọng các bạn ổn ha. Nằm ổn không đây? Alo. Cú Long. tín hiệu không em tín ơi chưa răng đi một hết rồi hỏi hắn thấy ai trả lời rất ổn được một đồng chí trả lời cú long mô ta đó là ví dụ 2 ha. Còn trong các câu trắc nghiệm thì nó sẽ càng đi nhanh hơn nữa các bạn ha. Các bạn chỉ cần một vài ý ha. Bây giờ một quả cầu nó có khối lượng là 10 g. À, clip ở trên trang của thầy Vương vật lý á. Đi vô mới tìm thầy Vương vật lý. mang cái điện tích quý 1 hoặc là vô trong chỗ chứ đó bạn bè của 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 đồng chí thủy thủ mặt trắng này này sẽ thấy thầy vương vật lý là liên một quả cầu khối lượng 10 gam em không kết bàn với thầy thì sao ủa tôi mà chị cũng thêm kết bạn thôi đi tôi có gửi tin tin kết bạn cho chị rồi mà chị cũng thêm kết bạn với tôi nơi thôi đấy kiểu gì đây khinh người ghê đó đâu cờ vào chị đó chưa chơi chơi ví dụ bản thân vấn này tôi up clip là tôi toàn là uh, thân vấn này rồi bạn uh, Eli Hoàng này đó mấy cái bàn kết bàn với tôi là khi nào up video tôi tạc tên hết cho tôi cô đâu có bỏ rơi đâu cần thầy gửi lời mời kết bàn rồi mà chứ đó à, uh, khiến thương không có rep đi thấy nhiều bàn quá chọn bàn mà chơi đấu phi nick ví dụ như ví dụ như tôi đăng trên cái trang của tôi thì để cái chế độ công khai thì cũng nhiều người nhầm ngọ thì cũng được bởi vì tôi tạo một cái trang khác để tiền cho các bạn thôi có gì đâu chuyên gia công nghệ mà đòi hack nick mang cái điện tích quý 1 đeo về một sợi chỉ các bạn sợi chỉ thì nó như thế này đấy giả sử các bạn đeo cái quả cầu này vào một cái sợi chỉ ok sợi chỉ này thì nó không dẫn được điện sau đó là gì nữa đưa quả cầu 2 mang điện tích quý 2 lại gần quả cầu thứ nhất à, thì do nó gì nữa hút thật thì các bạn đưa quả câu là hai lại gần quả cầu thứ nhất thì nó bị lật khỏi vị trí cân bằng một góc là 30 độ người ta muốn tính sức căng của dây thì khi đưa cái quả câu 2 lại gần thì kiểu là ví dụ như nó bị hút đó, các em nó bị hút hoặc là đẩy chẳng hạn Thì đưa quả câu 2 lại gần ở đây thì lúc này á đây là quy 2 nha các bạn thì lúc này cái quy cái quý một này này giả sử cung dấu với quý 2 thì lúc này cái quý 2 ở quý 1 của các bạn nó sẽ bị gì đó? bị đẩy ra à, nó bị đẩy ra chỗ này à, thì à, uh, rõ ràng trên cái quả cầu quý 1 này nó sẽ chịu tác dụng của các lực như sau đó là lực cú lòng đẩy ra nhé Đây là f 2 tương tác lên 1 được chứ là f 2 tương tác lên 1 ngoài ra quả cầu này nó sẽ còn chịu tác dụng của trọng lực P chịu tác dụng của trọng lực P và do nó được móc nổi vào một sợi dây cho nên nó sẽ chịu cái lực căng dây T ở đây lực căng dây T ở đây à, các bạn tốt thích tung thì ít gặp cái dạng này nhưng mà gì đó hoàn hóa thảm với các cái trường khác thì gặp rất là nhiều nha đấy thì khi đó hai quả cầu ở trên cung mặt phẳng nằm ngang nhé bằng ở cung cái mặt phẳng như thế này q2 à, tính lực căng của 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 dây ha thì cái bài toán này cực kỳ đơn giản à, khi mà làm trắc nghiệm thì cực kỳ đơn giản chúng ta có cái góc này 30 độ này chúng ta đã biết được cái gì nè cái p như vậy điều kiện cân bằng nhé điều kiện cân bằng điều kiện cân bằng đó là gì <laughs> đó là p cộng với f 21 cộng với lực căng dây t phải bằng không nha các bạn và do cái f 21 và cái t này vuông góc với nhau ở đây này cho nên hợp của gì đó hợp của f 21 này này và cái t sẽ là có hướng ngược lại với cái gì nè hướng ngược lại với lực căng dây t Được chưa Cho nên á Điều này chúng ta suy ra cái gì T Cộng với gì nè F21 Phải bằng trừ T Phải bằng trừ T Về mặt độ lớn thì cái gì nè Trừ T Cái vector trừ T này này, Có độ dài hoàn toàn bằng gì nè Cái lực căng dây t này nha Và cái góc này 30 độ thì góc này cũng là 30 độ. Được chưa? Góc này cũng 30 độ. À như vậy chúng ta sẽ có gì? À góc này vuông. À như vậy chúng ta ta tính được là P bằng m nhân với g nha các bạn. m bằng mấy ạ? 10 g nhưng mà các bạn muốn đổi ra kg thì các bạn chia giúp cho 1000 nhé. Rồi sau đó các bạn nhân với g là 10. Như vậy kết quả được 0.1 đúng không ạ? 0.1 N đó 0,1 Newton đến đây á thì nhiều em sẽ rất là rất thấy là khó khăn nhưng mà chúng ta thấy này tan của góc alpha tan của 30 độ này này tán thì bằng gì các bạn hoặc là sử dụng tan thì uh, trong trường hợp tĩnh lực thôi ha các bạn có cốt thì cốt của 30 độ cốt thì bằng cần kê đúng các bạn ạ cần kê lá đổi màu đi cần kê lá gì nữa cái đường màu trắng ha cái vector màu trắng này được chưa ạ cần huyên là cái cái vector vàng dưới này nha à, thì cốt 30 độ Chính là bằng gì nè t mà chia cho t từ đây suy ra cái gì suy ra t chỉ bằng t chia cho cốt của 30 độ nha các bạn đó, ngắn gọn nó làm theo cái phương pháp chịu thì nó lâu nhưng mà các bạn sử dụng sinh cốt thì nó sẽ nhanh hơn à, thì khuyến khích các bạn sử dụng cái phương pháp này t các bạn đã tính là bằng 0,1 cốt của 30 độ thì chỉ là bằng căn 3 trên 2 đúng không ạ căn 3 trên 2 thì các bạn chia giúp cho ra được bao nhiêu Newton ạ làm tròn đây nha chia giúp có bao nhiêu Newton <laughs> Con mấy các bạn ơi? Không phải một. Không phải mấy? Như không phải một này. Nhanh nhanh giúp thế với. Nghe không có rõ gì hết. Long đô mi bấm mấy long anh rồi ở nhà chơi khan chơi nhiều thầy cần bao nhiêu đã đến đây từ bấm nha chứ tôi không nghe rõ các bạn nói cái gì hết Thảo đáo ra nó nói nhỏ, nhỏ nhỏ trời. Rồi, câu này bỏ luôn. Chúng cần làm ha. 1,15 nhân với 10 mũ một 1. Ok, cảm ơn. Bằng 1,15 nhân với 10 mũ trừ 1 à. chơi, trai sang việt là không phải một một luôn chơi, câu này không cần đâu ha rồi ta đi vào vận dụng đi ha giúp các bạn giải các cái bài tập cơ bản cho hệ ba điện tích cô lập tức là gì nè chỉ có ba sẽ tới ba cái điện tích này thôi nhé nằm trên cùng một cái đường thẳng các bạn. Hai điện tích Q1, Q3 là hai điện tích dương. Và đặt cổ định cách nhau là gì đó? 60 cm với Q1 là bằng 4 Q3. Hỏi cái Q2 á nó phải đặt ở đâu? Và đồng thời để lực điện tổng hợp tác dụng lên cái Q2 bằng 0 nha. Vì do trắc nghiệm cho nên bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi theo cái phương pháp trắc nghiệm cho nó đơn giản và nhanh. 60 thì vẽ 6 ô đi. 1 2 3 4 5 6 đây. Đây là Q1. Q1 của các bạn đang dương đây các bạn nhé. Q2 của các bạn cũng à Q3 của các bạn cũng đang dương ha. Đây là Q1. Và đây là Q3. Thì như lúc này á ta nói là do cái gì nè. Q1 nhân với Q2 lớn hơn không cho nên suy ra cái thằng à, quý 1 quý 3 chứ cho nên quý 2 này á phải nằm trên đường thẳng nổi quý 1 quý 3 và nằm dựa hay à, lớn hơn không thì nằm ở giữa cái quý 1 quý 3 còn mà bẻ hơn không thì là nằm ngoài nè các bạn cẩn thận nè lớn hơn không cho nên quý 2 này sẽ nằm dựa nằm dựa quý 1 và quý 3. Và gần về phía thằng nào nè, quý 1 ở đây bằng bộ lần quý 3 luôn. Có nghĩa là quý 3 của các bạn á đang bẻ hơn quý 1. Cho nên cái ấn quý 2 này phải nằm gần về phía gì nè. Quý 2 của các bạn ấy phải gần về phía đây là quý 2 của các bạn phải gần về phía là quý 3. Và lúc này các bạn đặt cái khoảng cách gì ạ? giữa quý 2 với quý 3 chính là x. Thì cái đoạn con lại của các bạn á chỉ là A trừ đi hoặc là lấy 60 trừ đi x đấy, các bạn. 60 trừ đi Và đồng thời mình có gì nào? Cái F1 tương tác lên 2 đáng chẻ cho diện tích quý 2 nha các em. Muốn Q2 cân bằng thì chúng ta phải xét lực tác dụng lên Q2. Xét lực tác dụng lên quý 2 là rằng có Q1 tác dụng lên Q2, có Q3 tác dụng lên quý 2 thì nó sẽ có là gì nào? F1 tương tác lên 2. Phải bằng F3 à, tương tác lên 2. Tương đương với K. Q1, Q2. Trên cái gì các em ạ? Trên cho 60 trừ đi x tất cả bình đúng không ạ? 60 trừ đi x. Đáng ra là phải đổi ra ha. Đổi ra là 0.6 đấy. Trong công thức của gì đó? Cú lông là phải đổi ra mét nha các em. Cho nên ở đây là 0.6 trừ đi x tất cả bình phương. Phải bằng cái gì các em ạ? Bằng k nhân với trị tuyệt đối của Q3 Q2 trên x bình phương. Ta làm nhân luôn lấy gì đó Mẫu chia cho mẫu bằng tử chia cho tử. Và sau đó lấy căn luôn đúng không ạ? À, như vậy các bạn sẽ có 0,6 trừ đi x trên x sẽ bằng căn của gì ạ? Ở đây Q2 và Q2 giống nhau các bạn có quyền triệt tiêu. À, cho nên bằng gì nè? Q1 trên gì đó? Q3. Mà các bạn có Q1 bằng 4 Q3. Cho nên ở đây sẽ bằng căn của gì đó? Thay Q1 bằng 4 Q3 trên Q3. Vì Q1 và Q3 là dương hết rồi nha các bạn. Cho nên ở đây ta có quyền bỏ thì tuyệt đối. Q3, quý Q3 quý hết. Cho nên còn lại 4 cánh của 4 thì được 2. Được chưa? Cho nên là suy ra 0,6 trừ đi x sẽ nhân chéo cái thằng x này lên nha. Nhân chéo lên với 2 thì các bạn sẽ là 0,6 trừ đi x sẽ bằng 2x. Hay nói cách khác là 3x bằng 0,6 từ đây suy ra x bằng 0,2. 0,2 là đó là nó cách cái gì nè? Q2 sẽ cách là gì đó? Đây là đơn vị là mét. Như vậy nó sẽ bằng 20 cm. Vậy qua bài cái này chúng ta thấy rằng là gì nè. Q2 của chúng ta cách Q3 một đoạn là 20 cm. Đây, cách Q3 một đoạn 20 cm. Và cách gì nè. Q1 một đoạn là 60 dx tức là 40. Đấy, như vậy thằng này 80 luôn, sai. Vậy đáp án của chúng ta là là C. Được chưa ạ? thì các bạn nên là à, mà có clip cho nên là sau này các bạn là chú ý theo dõi lại tài liệu của chúng ta sẽ có cả các câu hỏi này thì chúng ta ghi chép trình bày vô lại nha thì đó là cách trình bày ngắn gọn lại ha đối với bài toán trắc nghiệm <laughs> còn từ luận thì đã trình bày ở trên rồi ha từ luận thì trình bày thế nào đó là điều kiện vẫn là điều kiện cân bằng điều kiện cân bằng bây giờ chúng ta đang xét Q2 cho nên cả em cứ đặt là F2 vector sẽ bằng F do 1 tương tác lên 2 là F12 cộng với F3 tương tác lên 2 là F32 được chưa phải bằng bằng 0 từ đây mới suy ra cái gì nè F12 bắn trừ gì nè F32 vẫn là vector nha các em rồi đến đây là vì q1 nhân với q3 lớn hơn không đồng thời là q1 lớn hơn q3 nên q2 đặt giữa q1 đặt, đặt nằm trên đường thẳng nối q1 q3 giữa q1 q3 và gần về phía q3 rồi đến tiếp đây là mình có cái biểu thức này chưa? Đó, thì đó là nội dung của câu 1 hy vọng nằm ổn nha sang câu số 2, Bây giờ là hai cái điện tích q và -q đặt cách nhau một khoảng r. Vậy cần đặt một cái điện tích thứ ba là có q dương hay âm và ở đâu để ba cái để hề ba điện tích này nằm cân bằng luôn các bạn. Hề ba điện tích nằm cân bằng nha, chứ không phải là chỉ có một cái điện tích q nằm cân bằng đâu đấy thì do thằng này là quy và thằng này là bổn quy có nghĩa là cung dấu cung dấu thì khi này á nó sẽ nằm ở giữa đúng không các em nè cung dấu thì bắt buộc chắc chắn sẽ là nằm ở giữa giả sử cái quy đây là dương đi vẽ hình thì mình tường trưng ha đặt kết nhau một khoảng là r đây cũng là bổn quy Đó. do hai anh này cung dậu nè cho nên là gì đó phải đặt một cái điện tích khác là q ha dẫu thì chưa biết thế nào dẫu thì chưa biết thế nào thì quý này á do hai thằng này cùng dấu thì bây giờ giả sử thầy có cái ấn này là điện tích âm đi ha thì các bạn coi biểu diễn lực như thế nào giả sử thằng quý này âm nhá thì ấn ấn quý này nó sẽ hút cái thằng ấm này về phía nó, ấn quý nhỏ này sẽ hút ấn quý lớn về phía nó, ấn bốn quý nhỏ này cũng sẽ hút cái ấn quý lớn này về phía nó, như vậy nó cũng tạo ra được một cái cặp lực, Đó. như vậy đây là ép ép này là ép quý nhỏ tác dụng lên ấn quy lớn, còn ép bên này là ẹp bốn quý nhỏ tác dụng lên quy lớn đúng không? và chúng ta thấy là khi nào mà thỏa mãn được cái điều kiện ngược chiều là ok rồi đấy, đấy nha ngược chiều là thấy nó ok rồi đấy biểu diễn hình mà thấy nó ngược chiều là được rồi đấy bây giờ thầy đảo ngược lại thay vì cái điện tích này là âm như vậy là ta thử nó dương coi ha. thử nó dương nha dạ, yeah, thì bây giờ giả sử cái quy này dương thì anh quy nhỏ này nó sẽ tác dụng một cái lực đẩy ha tác dụng lực đẩy lên cái quy lớn. À, cụ thể là sẽ đẩy qua bên này. Đẩy cố gắng đẩy xa ra ha. Thì đây là F1 tương tác lên cái zero đây. Nha, yeah, đây giả sử đây là Q1 và đây là Q2. Còn đây là Q0 à, cho các bạn dễ hình dung hơn. Tương tự NQ2 này cũng sẽ đẩy cái nq Zero ra xa nó theo cái chiều là đẩy thì phải là mũi tên đừng có hướng về nha đây này Q2 đang đẩy cái NQ0 này thì cái mũi tên nó sẽ hướng ra xa khỏi cái Q2 nha đừng có chỉ về nơi cái chỗ mặt của NQ2 đi nào tương tự cái NQ1 này này cũng đang đẩy cái NQ này ra xa này cho nên cái hưởng của vectơ lực là cái mũi tên đó, là không được chỉ về cái NQ1 này thì đây là lực này lực do hai tương tác lên zero à, như vậy các bạn thấy trong hai trường hợp dương hay âm gì cũng được đúng không? dương hay âm gì cũng đều ok hết cho nên là q 1 dương hay q 2 âm là ta loại ra đây được cho nên vì dấu là tùy ý đúng không ạ q lớn này là có thể dương hoặc âm đều xuất hiện được một cái cặp lực cân bằng q này tải dấu với q cùng trái nốt được chưa Đấy, cho nên là gì đó chúng ta thấy ngay được đáp án D. Đây là do mà các em hiểu và đôi cái dấu đi. Cái là các em phân tích được một cái cặp lực cái gì đó. Cân bằng là nó sẽ là gì đó. Là 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 sẽ thấy được ngay kết quả. ha và Bây giờ ngược lại ta vẽ, ta cùng vẽ lại ha, để cho các bạn rõ thêm. Đây cũng dương nha. Đây là Q2 nha. Đây là Q1. Và ở đây là dấu âm À, đây là quy zero, thầy biểu diễn lực luôn và vẽ ra cho các bạn để các bạn thấy đấy. Lực này là do F, do một tương tác lên zero à, là hút về ha hút cái quý 1 nó hút thằng quy zero về thì cái mũi tên nó sẽ chỉ về thằng quy 1 nha các em cho sau này không biết biểu diễn lực đâu đấy. Quy 2 nó đang hút quy zero về thì lực nó sẽ chỉ về cái gì đó về quy hai. Đây là f hai zero được chứ F2 Zero Đấy thì các bạn thấy trong hai trường hợp đều xuất hiện được một cái cặp lực ha Đó, Cùng phương ngược chiều Và bây giờ cùng đồ lớn nữa là ok Và đây là đều là R trên 3 cả ha R trên 3 cả cho nên là xong Đáp án là D Còn về giải toán thì chúng ta thấy thế nào K ha Nhân với quy 1 Q0. Trên đoạn này chưa biết thì chúng ta cứ đặt là x thôi. Đúng không? x bình phương ha. bằng k nhân với Q2 Q0 trị tuyệt đối là cho hè. Trên gì nè? R trừ đi x tất cả bình phương. Đúng không ạ? K k các bạn có quyền bỏ. Q0 quy Q0 bỏ. Cho nên chúng ta sẽ được cái gì? X trên R trừ dx bằng căn của gì? q 1 chính là quy đúng không? Quy 2 chính là 4 quy đúng không? Quy quy triệt tiêu cho nên được còn lại là 1 phần 2. 1 phần 2 thì các em nhân 2 lên thì các em được 2X sẽ bằng R trừ dx chuyển về đổi dấu có phải là được 3X bằng R cho nên suy ra x bằng r trên 3 không? Đấy thì đó là câu số 2. Mặc dù mình chỉ cần vẽ hình ha, mình thấy được là đồ lớn cái dấu là tùy ý. Đồ lớn cũng tùy ý luôn các bạn ha, đồ lớn cũng tùy ý. Dấu tùy ý rồi thì sẽ là đồ lớn tùy ý và các bạn vẽ được cái cặp lực cân bằng thì lúc đó chọn ngay được đáp án rồi. Đây đó là nội dung của câu 2 ha. Câu 3. Hai quả cầu kim loại giống nhau được đeo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện và cùng chiều dài nha các bạn. T là bằng MG là trọng lượng của một quả cầu. Hai quả cầu này giống nhau luôn á. Cho nên là nó chẳng khác gì là trường hợp giống như cái các bạn đưa một cái quả cầu lại á, ha. À, ban đầu thì là gì đó? À, F là lực Coulomb khi truyền Ban đầu là chưa truyền điện tích á thì hai quả cầu nó sát nhau nhé. Bây giờ truyền điện tích cho hai quả cầu. À, truyền điện tích cho hai quả cầu. Thì lúc này nó sẽ đẩy nhau ra ha. Nó sẽ đẩy nhau ra. Cụ thể là bên này một quả và bên này một quả. Được chưa? Đây là lực đẩy. Bên này cũng là lực đẩy. Hai quả cầu này giống hệt nhau nha các bạn cho nên các bạn cứ gì nữa, sẽ riêng cho một quả thôi đây là p bằng m nhân g được chưa p bằng m nhân g hai dây lúc này hợp với nhau một góc là gì nữa? À, thằng này góc này cũng hoàn toàn bằng góc này đây là alpha đây cũng là alpha được chưa biết là chỉ ra khoảng cách chưa? Hai dây chiều dài đây là L. L. L có rồi ha. Đây các bạn. Đây là F đúng không ạ? Và đây là P đúng không ạ? Thì mình muốn tính cái góc alpha này này. À, thì mình sẽ sử dụng tan alpha cũng được khi đó này hai dây sẽ hợp với nhau giả sử các em gọi góc lớn này là góc alpha gọi góc lớn này là góc alpha thì góc này là góc alpha trên hai góc này cũng sẽ là alpha trên hai nha các em và lúc đó các em có tan của góc alpha trên hai bằng cần gì nè tan thì bằng đổi trên kề đúng không đổi trên kề tức là bằng cần đổi á, cần này này hoàn toàn bằng cần này chưa yeah. mà cần này là f thì cần này sẽ có đồ lớn bằng f cho nên tăng alpha trên hai chỉ là bằng f còn cần k là cần p ha Đó. cho nên hai dây nó sẽ hợp với nhau một góc alpha với tăng của alpha trên hai sẽ bằng f trên p em cái này thì chúng ta sử dụng công thức lượng giác theo hình có thể có thể được hình này không ạ góc này alpha trên 2 thì góc này cũng alpha trên 2 nha các bạn vì nó đồng vị các em đồng vị ha cần này này nó song song với p này Đó. cần này thì nó trung với l này cho nên là góc này hoàn toàn bằng góc này là góc đồng vị nha như vậy chúng ta vừa hoàn thành câu 3. như có 8 câu các bạn. Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau bằng hai sợi dây chiều dài cho nhiệm điện giống nhau và chúng đẩy nhau và cách nhau 6 cm. Tìm độ lớn của mỗi điện tích. À, thì cũng sử dụng cái hình khi này thôi các em. Đây là phương thẳng đứng. Đây là phương thẳng đứng. Đây là cái phương mà khi nó bị đẩy ra ha và mỗi quả cầu bao giờ cũng sẽ có trọng lượng là P, chịu lực uh, gì đó là F, đó. hai thằng này cách nhau 6 cm, hai cái quả cầu nó tách nhau ra và nó cách nhau 6 cm thì đoàn này này chắc chắn sẽ là 3 cm nhé 3 cm. Còn kẻ năng này là 50 cm chiều dài nhé. Lúc này người ta cần tính app các em. cân à, cần tính app ha. Thì các em nên sử dụng cái nào để sử dụng à, để để tính cho dễ. À, thì đây là góc alpha. Thì góc này cũng sẽ là góc alpha. Giả sử alpha là đây này. Thì đây cũng là alpha đây là cũng là alpha alpha này với alpha này là đồng vị còn alpha này với alpha này là so trong đúng không đó, cho nên các em sẽ có gì Ở đây cho trọng lượng nữa này đó, như vậy các bạn sẽ có tăng như vậy tăng là hơi khó tăng thì à... các bạn tìm được đoạn này không một tính tăng là phải tìm được đoạn này nha tan alpha sẽ bằng f này khi này là f chia cho p đúng không ạ khi này là f chia cho p này đồng thời cũng bằng cái gì nè tan là bằng đổi trên kề, tức là bằng 3 trên cái dấu hỏi này này dấu hỏi này các em có thể đặt nó là h nhé Vậy h thì bằng cái gì tương đương nha f á là cái căn tính đấy các em chia cho p là bằng m nhân g hay p bằng m nhân g tức là bằng 0,01 nhân với 10 là được 0,1 bằng 3 trên hạt này á hạt này thì cái chỗ này là tam giác vuông đúng không ạ cho nên hạt này là một cần của góc vuông cho nên nó sẽ bằng căn của l bình phương hoặc là căn của 50 bình phương ấy căn của 50 bình trừ 3 bình. Đến đây các em sẽ suy ra được F. Mà F chính là bằng. Suy ra được F này. Bằng mấy các em nào. 0.3 đúng không. 0.1 nhân. Nhân lên với 3. Là được 0.3. Chia. Cánh của mấy đấy ạ. 50 bình. Trừ đi 3 bình mà hay, hai cái quả cầu này có khối lượng bằng nhau và đồng thời là chúng tích điện như nhau nữa ha cho nên là nó sẽ bằng gì k ha ép này thì chính là bằng gì nè k nhân với trị tuyệt đối của q1 q2 mà hai quả cầu này điện tích như nhau cho nên ở đây là q bình nhé các em chia cho r bình ha à, như vậy là nó sẽ bằng 9 nhân với 10 mũ 9 nhân với q bình phương khoảng cách của hai quả câu á bên này có một quả bên này một quả và cách nhau là 6 cm đê chó này các em này à, cho nên là chia cho 0,06 bình phương được chưa đến đây thì các em ship sâu ra được không ạ bọn em sâu ra được không ạ sâu coi bằng mấy sau ra coi bằng mấy từ đây mình sẽ suy ra quy sâu à, sau ra sẽ được quy nhưng mà hai thằng này có thể là cung dấu đúng không cung dấu thì có thể cung ấm hoặc cung dương cho nên người ta quan tâm tới đồ lớn cho nên người ta để là cái trì tuyệt đối của quy thì nó ra được đồ lớn nhá luôn nha các em ra được đồ lớn luôn đấy Rồi việc bấm này là việc của các bạn ha. Việc của các bạn. Bấm ra thì đơn vị là cú Long. Và ở đây nhớ cho thầy cái việc đổi đơn vị là ví dụ 10 mũ trừ 9 cú Long. Thì người ta viết thân là gì nè? 1 nano cú Long. Còn ví dụ 10 mũ trừ 12 cú Long. Thì người ta viết thân là 1 pico cu lông còn ví dụ như là 10 mũ trừ 6 cú lông thì người ta viết thân là gì nè một micro cú Long. đó thì đó là cái cách đổi đơn vị để các bạn thấy rằng ở đây là có pico pico ha nano đấy cái này hy vọng các em xem clip rồi chị đó nhớ bấm đô la cho nó đang hoàng tam giác đều tam giác đều thì các em cứ chọn cho thầy ngay tại trọng tâm của tam giác ba điện tích dương đặt tại ba đỉnh của tam giác đều cần a phải đặt quy zero như thế nào để lực điện tác dụng lên cái quy zero cân bằng thì cái trường hợp này hôm trước thầy cũng có nói chúng ta chỉ biết rằng là gì đó ba cái điện tích đó cung dấu và đặt tại ba đỉnh của tam giác đều thì cái quy đỏ bắt buộc phải nằm tại trong tấm của tam giác hay? Trong tấm của tam giác. Thì bây giờ ở đây có cái là gì đây? Q0 cân bằng và Q0 bằng Q trên 3 và bằng trừ Q trên 2. À, vậy dấu nó như thế nào ta? Như à, vậy phải tính toán nào. Đặt tay trong tâm này ở đây có hai cái trọng tâm. Mình phải đi tìm dấu nữa ta à tìm đồ lớn nữa ta Để Thì coi nha. Bên kia hợp của hai thằng kia. ba điện tích bằng nhau. Cổ định tại ba định cần a quy này tùy kém sửa cho thầy ở đây là quy zero tùy ý hay bao nhiêu được hết ạ quy zero cân bằng hợp của hai kia là 120 độ 120 độ thì à uh, chúng ta có F1 zero bằng F2 zero và vẫn bằng F3 0 do ba điện tích đó bằng nhau các bạn cho nên để tùy ý là đúng rồi đấy ha và tại trọng tâm của tam giác cứ nhớ cho thêm như vậy thôi đối với tam giác đều thì các em cứ đặt tại trọng tâm của tam giác và quy zero tùy ý ha quả cầu này gặp nhiều quả rồi ha ba định tam giác đều ở đây thì nó liên quan tới hệ tức là cả ba cái điểm tích này phải nằm kết bằng luôn các em cho nên lúc này mới sẽ tỷ đồ lớn này còn nếu nói thăng quy quý rô mà cân bằng thôi ấy, thì uh, chúng ta cần xét tới cái đồ lớn nha à, bây giờ các bạn này cái này thì dạng cho các bạn hoang uh, hóa thảm hoặc là gì đó trên phủ đồ thôi chứ, bên kia là cũng ít mình tôi thích tùng bọn em hầu như không gặp cái dạng này đâu Cho cái phiếu nó bằng Zero cái đi chị, đều nha các em dương 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 Được chưa chạt tại một cái ở giữa này thì dễ rồi ha, ở giữa này thì tùy ý rồi. Căn bản là chúng ta phải chạt cho cái điện tiếp lá là... là Q1 này này. Thì hai thằng này dương nha, cho nên lực sẽ là lực đẩy. Thằng này sẽ đẩy lên này. Thằng này sẽ đẩy lên. thằng này cũng sẽ đẩy lên cho nên hợp của hai cái ấn này á rõ ràng chúng ta sẽ thấy một hợp của ấn này và ấn này sẽ là một lực hưởng lên như thế này nha Đây là ép tổng hợp do thầy kịp hiệu này đây là quy một đây là Q2 và đây là Q3 thì F này là F2 tương tác lên 1 F này là F3 tương tác lên 1 được chứ nè thì bây giờ muốn cái gì đó nếu giả sử thì thằng này dương đó nha thằng này cũng dương đó nha thằng này cũng dương rồi mà ví dụ bây giờ thằng này mà dương nốt đấy thì cái thằng Q0 này này, này sẽ tác dụng lên cái thằng quý một này một lực như thế này nữa thì hai cái lực này nó sẽ cùng phương cùng chiều cho nên là khi đó cái quý một này nó cũng cân bằng được vậy chắc chắn thằng 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 uh, quý zero này phải âm các bạn chắc chắn nó phải âm ha để làm chi để khi đó nó mới hút cái đăng này ạ thằng quý một này về ha nó hút thằng quý 1 này về với một cái lực hướng xuống như thế này lực hướng xuống với một lực hướng xuống như thế này nhé thì khi đó mới cân bằng được à, thì chúng ta sẽ Q1 thì mình sẽ có do thằng này đều ha tam giác này đều cho nên là F 23 tức là bằng F gì nào 21 F23 là bằng F21 cộng với F 31 nha các bạn. Đó là tổng đây là F23 này. Nó sẽ bằng 2 k nhân với Q 1 nhân với Q 2 chia cho A bình phương nha các bạn nhân với cốt của 30 độ ha, cos của 30 độ. Vì góc này là 60 độ thì góc này là góc alpha trên 2 của các bạn này các bạn sử dụng cái công thức hôm trước ấy là cốt của góc alpha trên 2 đây như vậy bằng 2 nhân với k nhân với q bình phương đúng không à, q1 bằng q2 bằng q3 này bằng q bình phương trên cái gì ạ trên a bình phương nhân với cột của 30 độ thì bằng căn 3 trên 2 nữa được chưa cho nên nó sẽ bằng cái gì đây 22 này bỏ nha các em cho nên sẽ nó sẽ bằng căn 3 nhân với k nhân với q bình phương trên cái gì ạ? Trên a bình phương. Được chưa? Đó là F23. Thì bây giờ giả sử cái q zero này mình sẽ có F10 sẽ bằng k cũng là k nhé. Còn cái đoạn này này các em phải tính ra được là nó bằng chia hàm a căn 3 trên 2. à căn 3 trên 2 mà. à căn 3 trên 2 này nhân với 2/3 là được a trên căn 3 các bạn. Đoạn này này là a trên căn 3 nha. Tam giác đều thì cái đoạn này luôn luôn sẽ là a trên căn 3 nha các bạn. Đó, cái đoạn này là luôn luôn a trên căn 3. nhiều lúc nhỡ đi cho nó khỏe, tính toán nó năng đâu hơn nữa thì mệt. Thì nhân với quy, nhân về quy zero trên cái gì các bạn ạ? <laughs> Khoảng cách bây giờ là a trên căn 3. tất cả bình phương đúng không ạ? Như vậy là nó bằng k à, quy nhân với quy zero. Zero thì chắc chắn là phải âm rồi đúng không? À, nhân với A bình phương căn 3. Căn 3 bình phương lên là được 3 các bạn. Và cái này phải bằng cái này. Cho hai cái thằng này phải bằng nhau này. Thì các bạn thấy KK bị triệt tiêu. A bình A bình triệt tiêu. Q với Q bình thì sẽ triệt, triệt tiêu bởi trên một cái Q. À, như vậy từ cái biểu thức đó các bạn sẽ có là căn 3 Q sẽ bằng 3Q0 cho nên suy ra Q0 sẽ bằng Q trên căn 3 nha Q trên căn 3 dấu trừ như vậy phải đặt Q0 bằng trừ Q trên căn 3 phải tâm của tam giác đều Đó. cái dạng này nó khó thì các bạn tốn thích tung cũng cân nắm đâu nha Riêng các bạn ví dụ Trần Phủ đồ thì phải nhớ thêm ha. đây thì có lẽ hôm nay ta dừng ở đó thôi. À, và hôm sau chúng ta sang cái bài mới. À, kết thúc cái lực cu ở đây nha. À, thì chúng ta đã làm việc với gì nè. À, có hai loại điện tích. Điện tích dương và điện tích âm. ha. Khi đưa chúng lại gần thì là hai điện tích cùng dấu chúng sẽ là hụt yeah, hút nhau à, cung dấu thì là sẽ đẩy nhau và trái dấu sẽ là hút nhau chúng ta học ba cái hiện tượng nhiệm điện nhiệm điện do cò sát nhiệm điện do tiếp xúc và nhiệm điện do hưởng ứng thì để giải thích cái ba cái hiện tượng nhiệm điện đó các em cần đọc lại cái thuyết gọi là thuyết electron để giải thích nhé. sau đó gì nè nếu đưa hai cái điện tích lại gần thì chúng sẽ tương tác với nhau bằng một lực và khi nghiên cứu về lực tương tác giữa hai điện tích thì có lông ha, lông đã nêu ra được rằng là cái lực tương tác giữa hai điện tích nó sẽ tỷ lệ với tích của tích độ lớn của hai điện tích và nó sẽ tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Rồi chúng ta học thêm cái gì nè trong trường hợp mà có hề có ba điện tích trở lên thì lúc đó cái điện tích tổng hợp tác dụng lên một cái điện tích bất kỳ trong cái hệ ba điện tích đó sẽ được tính theo cái việc là tổng hợp lực nha các em và tổng hợp lực thì cũng đã dạng và làm bài tập vận dụng riêng cái điều kiện cân bằng của một điện tích này thì các trường thì bao giờ cũng sẽ tập trung vào việc là gì nè hai cái điện tích đặt thẳng hàng và tìm thêm một cái điện tích quy ba trường hợp cả các tam giác thì đó là các bạn hay gặp nhất là tam giác đều thì cái điện tích đó phải đặt ngay tại cái tâm của tam giác à, và dấu thì tùy ý nha yeah. dấu thì tùy ý nha các bạn dấu và đồ lớn tùy ý đó là trong trường hợp các bạn xét cái điện tích tại cái tấm này phải gì nè phải cân bằng thôi còn bây giờ xét riêng đối với cái hề nữa sẽ thêm một cái hề nữa thì các bạn phải sệt giống như thầy đây nữa, à, thì các bạn mà hoang mắt thảm hoặc ngô quyền thì phải xem thêm ha, à, nếu có gì không hiểu thì inbox để mà hỏi và khi đi học off thì thầy sẽ cụ thể giảng lại nữa cho. Từ, hôm nay ta dừng ở đây nha. Alo alo, được dừng rồi. <laughs>